Xin chào tất cả các anh chị nha. Xin lỗi mọi người tại vì 4 phút đầu tiên á, video bị lỗi tiếng cho nên không có nghe được. Thì như lòng tiếng như kể lại câu chuyện cho mọi người cùng nghe. Như có một bạn nhà phân phối vừa tham gia vào đội nhóm của mình, bạn tên là An. Thì trước đây bạn từng tham gia Oriflame nhiều năm trước nhưng mà với đội nhóm khác. Thì cái cách bạn làm việc là bạn mua một cái combo cho đủ điểm, xong rồi bạn vào bạn mời người thôi. Cho nên là khi mà bạn quay trở lại á, thì bạn không có kỹ năng bán hàng, cũng như là cái việc mà bạn vì sao bạn off á, thì cũng là vì bạn không có tuyển dụng được nhiều người nữa. Thì như mới nói với bạn là bây giờ bạn hãy bắt đầu từ cái việc đầu tiên, đó là tập trung vào cái việc bán hàng. Tại vì khi mà bạn bán được hàng á, thì bạn có tiền hoa hồng trước mắt để bạn trang trải nè. Như lại cái việc mà bạn bán được á, thì bạn rất là dễ dàng để bạn chia sẻ, bạn hướng dẫn, bạn kể lại, hướng dẫn cho đội nhóm của mình cũng bán hàng được y như vậy. Ban đầu á, thì bạn cũng có bán được mọi người, tức là bạn cũng nghe theo lời của Như lập danh sách ra, xong rồi chọn sản phẩm chủ lực là những cái sản phẩm dễ bán đó, rồi bạn nhắn tin với danh sách, rồi bạn mời người, bạn bán được hàng. Tuy vậy á, thì sau một vài vài thời gian thì một vài ngày thì bạn bán hết trong cái danh sách đó, thì bạn do là tâm lý bạn ngại bán hàng mà, cho nên bạn không có kéo dài danh sách ra, cũng như là bạn tập trung nhiều về những người mà họ không mua, cái đâm ra bạn bị cái tâm lý bạn rụt rè, bạn không có bán được nhiều hơn. Khi mà Như kết nối lại với bạn thì Như hỏi thăm bạn sau vài ngày như vậy, thì Như hỏi là ủa sao em không có bán được đơn hàng. Thì bạn chú tâm vào rất là nhiều cái lời từ chối, thì Như mới hỏi bạn là à vậy thì bây giờ em hãy tập trung, em ghi ra một cái mục tiêu cho mình, mỗi ngày em sẽ có được đơn hàng 1 triệu hoặc là 500.000 mỗi ngày ha. Bây giờ em ghi ra đi, chị không cần nhiều đâu. Thí dụ như đơn hàng 1 triệu thì em sẽ lời được là 230.000, nhưng mà nếu đơn hàng là 500.000 thì em sẽ lời được 1.750.000. Thì với cái số tiền đó, 150.000 chứ, 500.000 thì bạn lời được 175.000. Thì với cái số tiền đó bạn cũng sẽ trang trải được cái tiền chợ, tiền đồ, thì bạn cũng ok. Nhưng mà sau khi mà Như kêu bạn là bạn ghi ra cái danh ghi ra cái tờ giấy, rồi bạn dán ở cái chỗ mà bạn thường xuyên nhìn thấy nhất á, thì bạn cũng ok luôn. Nhưng mà sau đó thì bạn không có dán, và cũng như bạn không có làm theo, bạn không có tiếp tục mở rộng mối quan hệ, và bạn cũng không có nới rộng ra cái danh sách của mình. Thì từ đó Như mới phát hiện ra rằng à, hình như bạn này, bạn qua 2-3 lần mình nói chuyện với bạn thì mình phát hiện ra là bạn bị cái bệnh trì hoãn. Và ở đây những anh chị trưởng nhóm có xem được video này thì các anh chị cũng, nếu có thì các anh chị cũng sẽ nhận diện được một vài trường hợp ở trong hệ thống của mình tương tự ha. Thì khi mà Như nói với bạn như vậy thì bạn cũng ok, nhưng mà bạn nói kiểu như là chị ơi em kiểu như để vài bữa nữa được không chị, em thế này thế nọ, nói chung là cũng kẹt tiền đồ này kia nhiều thứ ha. Thì Như mới nói ok vậy bây giờ á, là em có nhớ cái hai cái câu nói hôm trước Như có tặng cho bạn, hai cái câu nói, và Như cũng yêu cầu bạn là ghi ra tờ giấy và dán lên trên cái chỗ nào mà bạn thường xuyên nhìn thấy nhất á. Thì mỗi người sẽ có một cái nhược điểm và Như sẽ cho chữ phù hợp theo cái người. Thì nhưng mà Như nói bạn là em nhìn lại cái tờ giấy, em chụp hình cái tờ giấy hôm trước chị chỉ cho em đó, chị kêu em ghi gì em chụp gửi cho chị. Thì bạn nói là dạ em chưa có ghi nữa chị ơi, em mới ghi ra sổ tay thôi à, chứ còn ghi trên giấy là em chưa có ghi. Thì Như đã biết vấn đề rồi các anh chị. Nói chung giống như là thầy thuốc chẩn bệnh vậy đó, thì cũng phải hỏi nhiều câu hỏi đối với bệnh nhân, đau bụng là đau như thế nào, đau ở đâu, đau nhiều hay đau ít như thế nào để mình biết được bốc thuốc, đúng không? Thì Như biết tới đây là vấn đề của bạn là gì rồi, mọi người có biết được không ạ? Vấn đề của bạn ở đây là bạn bị cái tính trì hoãn mọi người. Tức là bạn có năng lực ha, bạn hoàn toàn có khả năng đạt được cái điều đó, nhưng bạn trì hoãn. Cái việc mà bạn bán hàng đi, thì bạn cứ hẹn hết lần này tới lần nọ, rồi bạn nói người này từ chối, người kia từ chối. Nhưng mà cái việc đó bạn đang trì hoãn cho cái việc tiếp tục bạn mời thêm người mới, mời thêm khách hàng mới để mua ủng hộ. Rồi cái việc mà như cho bạn có mấy, có
đếm ra chừng khoảng 10 chữ hả các anh chị, nhưng mà bạn cũng trì hoãn, mặc dù bạn rất là ở không nha, bạn đang có em bé nhưng mà bạn cũng ở không chăm sóc, tại vì bé bạn cũng hơi yếu á, thì bạn không làm gì nhiều hết, nhưng mà bạn lại trì hoãn, cho nên tới giờ là mấy ngày rồi, 2-3 hôm rồi, như cho cái chữ nó dán lên trên cái chỗ hay nhìn thấy bạn cũng không làm. Rồi khi mà như nói với bạn là nhập hàng về bán, bạn cũng trì hoãn tiếp tục. Thì các anh chị biết á, cái bệnh trì hoãn nó sẽ giết chết chúng ta, và cũng như cái bạn nhà phân phối đó. Thành ra là khi mà như nghĩ ra cái ý tưởng là như quay những cái video clip này á, để chia sẻ cho các anh chị nhà phân phối trong đội nhóm của mình xem được cái video này, thì cũng hy vọng rằng các anh chị trưởng nhóm cũng nhận định được, bắt bệnh được của nhà phân phối của mình, cũng như là mình cũng bắt nhịp được cái nhược điểm của mình nếu có ha. Cũng mong rằng là các anh chị sẽ phát triển bản thân nhiều hơn nữa để có thể chinh phục được những cái thành công cùng với Oriflame. Rồi, vậy thì khi mà bạn có cái tính trì hoãn thì mình xử lý như thế nào? Thì Như mới hỏi bạn, có nghĩa là mình biết bạn bị vậy, nhưng mà Như không có nói thẳng với bạn là bạn bị vậy ha. Nó cũng hơi kỳ. Cho nên Như nói là em, chị hỏi em vậy nè. Em có muốn thoát khỏi cái cảnh gọi là túng quẫn không? Lúc nào cũng kiếm được tiền nhưng mà cũng không còn đồng nào hết, và lúc nào cũng phải trả hóa đơn, thanh toán hóa đơn, và lúc nào cũng hết tiền. Em có muốn thoát khỏi cảnh này không? Thì bạn mới nói dạ có chị. Cái Như mới hỏi một câu nữa là em thật sự em có muốn không? Thì nói là dạ có chị. Vậy thì Như mới nói là ok, bây giờ chị nói em vậy ha, là em hãy làm ngay những cái việc mà chị hướng dẫn cho em làm, được không? Cái tất nhiên là Như bạn vẫn chưa hiểu đâu, Như biết, nhưng mà Như sẽ nói tiếp. Như mới nói là em thấy á, là khi mà chị chỉ em bán hàng thì em cũng bán, nhưng mà rồi em cũng trì hoãn, em cũng cứ lần lửa, rồi chị nói với em là dán cái chữ lên em cũng lần lửa ha, rồi nói chung là nhiều việc lắm. Em có biết không, cái thời gian mà em trì hoãn á, nó càng kéo dài thì cái thời điểm mà em thoát khỏi cái cảnh túng quẫn này nó lại càng kéo dài càng lâu, và em lại càng đi chậm đến cái ước mơ của em. Em nhớ em yêu thích và em muốn chinh phục cái điều gì trong Oriflame không? Là những cái chuyến đi du lịch nè, những cái tưởng thưởng của công ty, đúng không? Vậy thì đi sớm hay đi muộn thì cũng đi, tại sao mình lại không đi sớm? Thành ra là tại sao mình lại không nỗ lực để mình chinh phục cái bản thân của mình ha? Thì giờ chị nói với em vậy, now or never, Như có ghi cho bạn như vậy ha. Thì tức là bạn đừng hẹn nữa, đừng trì hoãn nữa. Em chỉ xác định một điều thôi là làm ngay bây giờ hoặc là không bao giờ làm. Đó, thì nó luôn luôn là như vậy ha. Tại vì nếu mình không làm bây giờ thì việc này việc kia cuốn tới thì mình cũng sẽ quên mất. Và em hiểu chưa? Thì bạn mới nói dạ em hiểu rồi. Nó ok, vậy bây giờ em biết là em cần phải làm gì không? Thì bạn nói là dạ em biết là em sẽ ghi ra, bạn nói vậy đó, dễ thương lắm. Bạn nói là em sẽ ghi ra cái từ, cái cụm, cái câu mà chị Như nói với em, giao cho em hôm trước. Rồi nó ok, vậy rồi tiếp theo là gì nữa? Cái bạn mới nói là dạ thì em cũng biết là bây giờ em cũng nên cần nhập hàng liền ngay bây giờ, là hôm đó là ngày 7, nhưng mà thật sự là giờ còn kẹt tiền lắm, ngày mai em cũng đi khám bệnh á. Thì Như nói là ok, vậy thì ngày 10 ha. Nhưng mà em hãy, có nghĩa là chị không có hối em để đặt hàng, em phải hiểu như vậy, mà là chị đang cho em một cái giải pháp, và em cũng nói rằng em tìm chị là để em mong muốn có một cái sự thăng tiến trong cái bản thân của em, cũng như là em đạt được cái ước mơ của mình. Thành ra là chị chỉ sao em làm vậy, được không? Nhưng mà quan trọng là chị hướng dẫn, nhưng em phải làm đã. Em phải làm đã rồi mới nói chuyện tiếp được. Thì bạn ok. Thì đó là cái vấn đề mà Như chia sẻ với các anh chị. Và nếu mà cái video này hữu ích đối với các anh chị và các bạn, thì các anh chị các bạn nhớ like video, cũng như chia sẻ về cho đội nhóm của mình cùng xem, cũng như là nhắn tin cho Như, nói với Như rằng là Như ơi, mình đã xem được cái video này rồi ha. Thì đó là một cái nguồn động viên rất là to lớn để Như tiếp tục ra mắt những cái video tiếp theo nữa. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe cái series này. Thì nó chắc Như nghĩ cũng còn khá dài, tại vì mỗi cái trường hợp thì nó sẽ là mỗi khác, và mỗi người sẽ mỗi khác các anh chị. Thành ra là ngày hôm nay Như chia sẻ về cái bạn An, thì Như cũng hy vọng rằng các anh chị sẽ có nhiều kinh nghiệm quý báu.
Bye bye và hẹn gặp lại.